Trước á là mình đã nói về cái gì? Hôm trước là mình đã nói về cái JSON đúng không? À, vậy thì cái thằng JSON này nè, nó sẽ áp dụng vô hai chỗ. Một là khi mà các bạn quản lý database ở trên MongoDB. Và cái thứ hai là khi mà các bạn trả về một cái dữ liệu hoặc là các bạn request lên trên cái API của mình thì mình tất cả mình đều sử dụng JSON cả. Được không? Rồi, vậy thì bây giờ đầu tiên á, để mình có thể mà dễ dàng để mình xem thử á, là mình có kết nối được với cái database hay không ấy, thì bây giờ mình sẽ tạo cho nó một cái database gọn gọn trước nha. Rồi, vậy thì ở đây xem cho kỹ, làm sai là chạy không được. Được không? Xem cho kỹ, thiệt là kỹ vô cho tôi. Rồi, xem nha. Đầu tiên là các bạn truy cập vô cái MongoDB Combat ha. Sau đó là các bạn sẽ chọn giúp cho mình là cái localhost này, localhost ha. Thì nó sẽ ra được một cái giao diện localhost như thế này. Được không? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ có một số cái định nghĩa ở trong cái MongoDB này mà các bạn cần phải nắm. Mình sẽ convert từ MongoDB sang thằng MySQL cho các bạn nha. Định nghĩa đầu tiên là chữ database. Thì cái database thì các bạn biết rồi, đúng không? Ok, nó không có cái gì hết. Bên thằng MySQL nó gọi những cái thực thể á, ở trong MySQL á, nó được gọi với một cái tên là table. Đúng không? Thì trong MongoDB nó không có gọi là table mà nó sẽ gọi một cái tên, nó tên là collection. Được không? À, collection nha. Rồi. Cái thứ hai là quy tắc ở trong xử lý ở trong cái MongoDB này nè, khi các bạn tạo dữ liệu ấy thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn sẽ nhập dữ liệu của mình bằng cái file tên là CSV. À, CSV ha. Và cái thứ hai là các bạn sẽ nhập dữ liệu bằng JSON. Được không? Ok không? Được chưa? Rồi. Tiếp nha. Định nghĩa số 2 mà các bạn hay gặp là ở trong thằng MySQL ấy, mỗi cái table ở trong MySQL á, nó sẽ có một cái thằng nó được gọi là primary key. Đúng không? Và một cái thằng nữa nó được gọi là foreign key. Đúng chưa? Thằng MongoDB nó sẽ quy định những cái thằng mà nó có khóa chính của cái dữ liệu đó, hoặc là ví dụ như là khóa ngoại của những cái thằng gì đó nha, thì cái thằng đó nó được gọi là object ID. Được không? À, object ID nha. Rồi. Và có một cái quy tắc nữa đó là gì? Tất cả các bảng mà các bạn tạo sorry, bảng tất cả các collection mà các bạn tạo ở trong MongoDB đều phải là số nhiều. Được không ạ? Ví dụ như các bạn đặt tên cái collection đó tên là product thì trong MongoDB phải là product có S. Chữ category đúng không? Thì category phải là ES. Category. Chữ y dài thành y ngắn và phía sau là ES. Ok không ạ? Học tiếng Anh vậy đó. Ok không? Nha. Hoặc là nếu như mà các bạn đặt cái collection của mình tiếng Việt ấy, thì làm ơn thêm cái chữ S vô cho mình. Mình không cần biết là cái bảng đó nó có vấn đề cái gì, nhưng mà nó phải có S. Được không ạ? Cực kỳ quan trọng nha. Coi nó bị sai đó, các bạn cứ tạo mà bình thường nha, rồi chừng khi tí nữa mà connect vô cái Node.js á là nó lỗi. Được không? Cái này là quy tắc luôn, các bạn không được phép thay đổi. Ok ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ tạo cái database đầu tiên bằng cách là các bạn sẽ có ở đây nè, nó sẽ có một cái dấu cộng ở đây ha. Các bạn nhấn vô cái dấu cộng ở đây. Rồi, nó bảo mình là một là mình sẽ điền tên database name vào, và cái thằng thứ hai là mình sẽ điền collection name vào. Rồi, vậy thì cái database name của mình á là các bạn muốn ghi cái gì cũng được. Ví dụ như là mình ghi ha WD18302. Ok ha.
đặt tên gì cũng được hết trơn á. Còn các bạn thì phải đặt tên giống như là cái RD nha. Cái RD hôm bữa các bạn vẽ cho mình ấy. À, nhớ là các bạn thứ nhất là đặt cái tên database name này theo đúng với cái sản phẩm mà các bạn đang quản lý, được không? Không có đặt WD nhà nha. Còn mình thì mình giảng các bạn thì nên mình đặt cái này. Ok. Collection name nó chính là cái những cái thực thể. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ có một cái thằng nó được gọi là product. À, product ha. Hoặc là ví dụ như các bạn tạo category trước cũng được. À, ví dụ như ở đây mình tạo product trước đi, được không ạ? Rồi product. Rồi. Product có S. Nha, product có S nha. Rồi sau đó là nhấn create database. Rồi, đây các bạn sẽ thấy ở đây ha. Ở bên góc bên trái này nó sẽ tạo cho mình một cái database, nó tên là WD18302 và kèm theo đó là mình sẽ có một cái collection nó tên là product có S. Tôi nhắc miết rồi nha, bữa nào mà lên mà tôi thấy tạo cái database mà không có S là cứ mỗi cái S là trừ một điểm nha. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ import thử ha, mình sẽ import thử một cái thằng vô trong thằng này. Rồi, quy tắc của cái thằng MongoDB này nè, mỗi cái dữ liệu của mình á thì nó sẽ có một cái ID ha, nó sẽ có một cái ID mà cái thằng ID này á là cái thằng để mình có thể là định dạng ha, định dạng mình sử dụng nó. Rồi ở đây ha, mình sẽ add cho nó một cái data đơn giản trước nha, một cái product đơn giản trước. Thì ở đây mình nhấn add data, chọn insert document. Rồi đây, rồi được chưa? Quy tắc số 2, quy tắc tiếp theo ha, ở trong này có một cái đặc điểm cực kỳ quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý, đó là gì? ID ở trong MongoDB này nè, khi các bạn insert vô á thì nó sẽ có một cái định dạng nó tên là ship gạch ID. Đây, các bạn thấy không? Ship gạch ID nha. Nhưng tí nữa khi mà các bạn tạo model ở trong thằng Node.js á thì cái ID này nó sẽ không có dấu ship gạch. Được không? Ha. Chỉ có riêng là khi mà các bạn tạo dữ liệu ở trên MongoDB á thì nó mới có chữ ship gạch thôi. Còn tí nữa khi mà các bạn gọi truy vấn hay là các bạn tạo model rồi gì đó các kiểu á thì cái này nó không có ship gạch nha. Được không? Rồi, vậy thì ở đây nó các bạn sẽ thấy ở đây nha, nó sẽ là định dạng theo cái kiểu gì các bạn? Object. Đúng không ạ? Ha, nó là object nè. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái dữ liệu mẫu nha. Thì bao gồm là gì, mình có cái gì? Mình có ví dụ như ở đây là mình sẽ có name với price, đúng không? Ha, vậy thì ở đây mình sẽ là phải. Rồi, mình sẽ có cái key đầu tiên tên là name. Rồi, bánh. Và cái thằng thứ hai thì mình sẽ có là price 5000. Được không? Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn nhấn insert thôi là xong. Insert. Đó, thì các bạn sẽ thấy đây, trong collection này mình sẽ có một cái thằng bánh có price là 5000. Rồi, lưu ý nè, chỗ này á khi mà các bạn insert dữ liệu á thì các bạn lưu ý cái chỗ cái phần ship gạch ID này nè, nó mở ngoặc ra nó ghi chữ object ID đúng không? Rồi ở bên trong đó nó mới là một cái chuỗi. Ha, nó mới là một cái chuỗi nha. Vậy thì cái chuỗi này nè, những cái dữ liệu mà bên trong cái collection này thì nó sẽ có cái ship gạch ID này khác nhau. Được không? Ha, nó sẽ có cái thằng này nè khác nhau ha. Vậy thì ví dụ như ở đây các bạn tạo thêm một cái document nữa thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức đây, nó sẽ thay đổi cái ship gạch ID cho các bạn. Được không? Ha, nó sẽ thay đổi cái ship gạch ID cho các bạn nè. Được không? Được không? Rồi, vậy thì bây giờ ví dụ như mà mình muốn thêm một cái thằng nữa đi, ví dụ như mà bây giờ mình tạo ra cho nó một cái mảng đi. Mình add một lần, mình add nguyên cả danh sách vào. Được không? Ha, mình add nguyên cả danh sách vào ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ dựng cho nó một cái mảng nha. Rồi, đây. Rồi, dựng cho nó một cái mảng, ok chưa? Rồi, dựng cho nó một cái mảng nha. Rồi, vậy thì ở trong cái mảng này á thì mình cũng sẽ có là gì? Mình sẽ gọi cái name ra nha. Rồi, cái thằng tiếp theo nó chính là kẹo nè. Rồi các bạn lưu ý ở đây nè, những cái collection ở đây là tất cả theo nguyên tắc của JSON. Có nghĩa là gì? Tất cả các object có bên trong cái mảng này hoặc là có bên trong cái collection này nó đều phải có những cái thuộc tính y chang nhau. Vậy thì mới nãy mình tạo ra một cái
Thằng object đầu tiên á, nó có tổng cộng là ba thuộc tính, bao gồm ship gạch ID, name với lại price. Thì những cái thằng phía sau nó cũng phải là ship gạch ID, name, price, được không ạ? Ha, rồi vậy thì ở đây, ví dụ như ở đây mình sẽ có cái price ví dụ như là 7.000, rồi phải ha. À, rồi sau đó là gì? Copy cái thằng này ra, copy cái project này ra nè, copy nguyên cái project này ra ha, rồi phải bắt ra, rồi đổ cái số này, đổ cái chuỗi này nha, đổ cái chỗ này. Thường thường là mình sẽ tăng cái số này lên nè. À, hoặc là các bạn thay đổi bất kỳ một cái ký tự nào trong này cũng được nha. Rồi ví dụ như là cut start đi chẳng hạn, rồi cut start 47.000 đó. Các bạn muốn thêm nữa thì các bạn cứ pass ra, rồi các bạn thay đổi cái số hay là thay đổi bất kỳ một cái chữ nào trong này cho mình là được ha. Rồi ví dụ như là chocopie, rồi 70.000, rồi ok, nhấn insert ha. Đó thì các bạn sẽ thấy đây, nó sẽ tạo ra cho mình một cái những cái dữ liệu mẫu ha, những liệu mẫu. Lưu ý cái object ID này nó phải khác nhau nha. Ok chưa? Lỗi là sai á, sai JSON, sai định dạng của JSON nha. Đấy, ok chưa?